Nói Đức Thế tính cho thầy nhỉ? Dạ, thưa thầy, em sẽ tính vế phải. Đúng rồi, rũ gọn vế phải, cái loại này quen thuộc này. Một lọt thành 19 số 1. Sau đó em cập cho từng số hạng của tổng đó. Với 19 đúng không? Đây chúng ta thấy có 19 phân số, đặc điểm của những anh này là tử cộng mẫu luôn bằng nhau đúng không? À, vậy thì chúng ta cộng nó vào thì để lợi dụng cái anh đó. Vậy thì cái này nó sẽ là gì đây? Cộng thêm 19 số 1 vào. Cộng với 2 phần 18 cộng 1. Cộng với 19 phần 1 cộng 1. Vậy cộng thêm 19 số 1 vào thì phải trừ 19 đi. Đúng chưa? Vậy cái này là thừa số chung là 20, đặt ra ngoài trong ngoài còn gì con? 1 phần 19. Cộng tới anh này là bao nhiêu? 1 phần 1 trừ đi 19. Bây làm sao nữa? Đặt cái này là biểu thức A. Đến đây có làm nào nữa? Đây này, trong này có một phần của A rồi đấy. Từ 1 phần 2 cho tới 1 phần 19 là một phần của A. Đúng không? Đơn giản thế thôi. Vậy đây là A trừ 1 và gì đấy? Trừ đi. Trừ đi bao nhiêu đây? Anh nhá, tách cho nó đủ A ra. Vậy chúng ta thấy nó có một phần này thì cứ lấy cho đủ đi. 1 phần 20 này. Cộng vân vân vân. Cộng 1 phần 2. Đủ A chưa? Vậy mình thêm vào bao nhiêu? Từ cái từ 1 phần 20. Trừ đi bao nhiêu đây? Đâu ơi, con làm như nào? Tại sao lúc lại im vậy? Rồi thầy mời bạn khác nào. Đấy là Đức Thế là chịu nhá. Nhân Thành nào. Dạ thưa thầy, là con rút 1 phần 1 nó ra là sẽ thành là 20 nhân 1 phần 2. Con rút 1 phần 1 ra này. Thêm vào 1 phần 20 để nó đủ A đúng không? Nhưng nó vẫn dư 1 phần 1. Vậy cộng với 20. Trừ 19. Vậy này bằng 20A trừ đi 20 x 1 là 20 x 1 phần 20 lại thành trừ 1. Cộng 20 trừ 19. Vậy này bằng 20A. Vậy ta có x nhân A thì bằng 20A, do đó x bằng 20. Thế thôi, có gì đâu. Cái loại này nó là lớp cơ bản luôn. Đúng không? Hơi lên cao tí xíu thôi. Tách số 19 ra cơ để ạ, xin là con biết để ạ. Con tách 19 cộng 1 ra là 19 số 1 cộng 0 số 1 thôi. À. Tách thế cũng được. Nó gọi là tách hay là cần, nó lại là mình cần cái gì thì mình lấy ra. Quy luật chung nó là 20 phân số như vậy. Còn là bạn nào có thể là tách ra luôn cái chỗ 19 số 1 này ghép ra cũng thế. Hai cái làm y như nhau. Có. Nói các bạn làm bài này cho thầy nhá, làm cả hai ý này. Ý thứ nhất là mình chỉ cần đi tích hai số bằng một cái nào đó đúng không? À, thế là được rồi. Đưa về dạng ngon ăn là được rồi. Còn câu B thì tìm hẳn ra, câu 2 tìm hẳn ra xem là đáp số là gì. Đó. Mấy phút được bài này đấy?
Rồi, những bạn nào xong câu 3 rồi nhỉ? Rồi, trong Nam nhỉ? Trong Nam câu 3 làm sao đấy? Bài 1. Em thầy là bài 1 là ta sẽ có là 6xy trừ 2x cộng 3y sẽ bằng 2. Sau đó làm nữa? Ta sẽ ghép thành 2x nhân mở ngoặc 3y trừ 1 cộng 3y cộng 5. À rồi. Nhá. Tức là cái loại này chính là đưa về tích hai biểu thức bằng một số. Vậy thì cứ nhóm hai anh hàng xóm lại với nhau, đặt anh này thừa số chung ra nó là, đặt luôn thừa số chung nó là gì nhỉ? 2x trong ngoặc còn 3y trừ 1. Vậy thì muốn tạo ra thừa số chung tiếp theo, cái 3y này con phải ghép với bao nhiêu đây? 2y trừ 1 cộng 6. Đúng rồi, 3y trừ 1 bằng luôn bên kia đi. Thế bằng mấy đây? Bằng mấy? Bằng 1. Đúng không? Vậy từ đây chúng ta có là 2x cộng 1 nhân với 3y trừ 1 bằng 1. Vậy đến đây nữa là bài toán ước rồi, xét các trường hợp. Đúng không? Đến đây lập bảng. Hết. Đến bước tiếp theo là chúng ta lập bảng. Thế đó. Thế tất cả những loại bài này, kể cả lên lớp 7 nhiều khi chúng ta gặp trong đề thi học sinh giỏi, nhưng mà nó chỉ thế thôi. Đơn giản là đưa về dạng tích hai biểu thức bằng một số cụ thể. Sau đó chúng ta dùng cái bài toán ước, hoặc là người ta cho dưới dạng phân số thì chúng ta quy đồng bỏ mẫu đi, xong lại phân tích dạng như vậy, đúng không? Vậy bây giờ chúng ta xong câu 2. Con xong câu 2 chưa? Chưa nhỉ. Rồi, vậy bây giờ các bạn cùng làm bài 2 cho thầy thêm 3 phút nữa nào. Xem nghiên cứu bài 2 sẽ như thế nào đây. Cho thêm. Rồi, bình tĩnh. Cho thêm 3 phút nữa để các bạn khác nhắm nháp tí xíu đi. Thầy không biết được, tí làm xem tình hình nào. Rồi, thế Hà làm cho thầy bài 2 nào. Con thầy là con sẽ xét trường hợp đầu tiên là A sẽ bằng 2 ạ. Ừ. Hay là A bằng 3, sau đó là con xét trường hợp A lớn hơn 3. Lớn 3 thì sao? Thì suy ra rằng là A phải chia, và A là số nguyên tố, suy ra là A chia 3 dư 1 có 2 ạ. Ừ. Rồi là ta sẽ thử nếu A chia 3 dư 1 thì A cộng 14 sẽ chia cho 3, mà A cộng 14 lớn hơn 3 sinh ra là không là số nguyên tố sẽ loại. Rồi, tương tự cộng 2 là anh này đúng không? Đó. Vậy chúng ta cùng quan sát hai này, A cộng 10 và A cộng 14. Vậy A cộng 10 tách ra thì cái số 10 này chia cho 3 dư 1. Số 14 này chia 3 dư 2. Chia 3 dư 1, chia 3 dư 2. Do đó khi nếu như A cũng lệch hai cái anh 1, 2 như vậy thì cộng với hai anh này kiểu gì cũng sẽ chế cho một trong hai anh. Thế mà A là nguyên tố, vậy chúng ta xét ngay được. Vậy mục tiêu chính là đi xét đồng dư 3. Vậy chúng ta thấy, thứ nhất, vậy là mình xét đồng dư 3.
đúng không? Vậy chúng ta thấy khi a lớn 3 thì nó sẽ thế này thế nọ, không bao giờ không chia cho 3 rồi. Do đó mình phải xét hai cái trường hợp nhỏ hơn 3 giống như bạn Thế Hải nói. Đó là đầu tiên chúng ta thử với a bằng 2. Với a bằng 2 thì đương nhiên là loại này, a bằng 2 loại. Thử sẽ loại. A bằng 2 thì đơn giản là cái a cộng 10 bằng 12, cái này là hợp số. Vậy chúng ta loại luôn. Đúng không? Tương tự như vậy thì khi a bằng 3 là ok. A bằng 3 thì hai số đó là 13 và 17, thỏa mãn. A cộng 10 nó sẽ bằng 13 và a cộng 14 bằng 17. Cái này thỏa mãn. Đúng chưa? Thế bắt đầu khi a lớn 3 thì như chúng ta quan sát, như bạn Thế Hải quan sát, đó là hai này lệch nhau 10 và 14 chia cho 3 dư 1 và 2, do đó xoay vòng lệch hai cái anh a, chỉ cần dư 3 chia 3 dư 1 hoặc 2 thì cộng với một trong hai anh, kiểu gì có một anh là hợp số. Vậy là chúng ta loại được. Vậy a lớn 3 mà a là số nguyên tố. Do đó a có hai dạng là 3k cộng 1 hoặc a sẽ có dạng là 3k cộng 2. Khi a có dạng là 3k cộng 1 thì chúng ta ghép với anh dư 2 là 14 này. Khi đó a cộng 14 sẽ có dạng là 3k cộng 15. Đương nhiên cái này sẽ chia cho 3. Mà nó cũng lớn hơn 3. Do đó nó là hợp số. Đúng không? Và là hợp số thì đương nhiên là loại rồi. Là hợp số nên là loại. Tương tự như vậy khi a chia 3 dư 2, khi đó chúng ta ghép với a cộng 10 nó sẽ bằng là 3k cộng 12. Cái này đương nhiên chia cho 3 mà nó lớn hơn 3. Do đó nó là hợp số và chúng ta loại. Thấy đó. Do đó a cộng 10 là hợp số. Loại. Và đến đây chúng ta kết luận là a bằng 3. Đó, thế đó. Rất nhẹ nhàng tình cảm đúng không? Loại dễ mà. Xét mấy cái trường hợp 0, 3 thì 5 là xong. Tiếp nha. Rồi, dạng tìm số nguyên n để phân số đạt giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất. Rồi các bạn nháp bài này trong vòng 3 cho tới 5 phút nhá.
Đó, nếu làm được thì từ bấy cũng làm được rồi. Vũ Kiệt nè, Vũ Kiệt giải cho thầy nhỉ? Giải nào đây Vũ Kiệt? Không nghe thấy, không nghe thấy. Mic của con yếu. Rồi, ha lên. Em nghe mỗi đạt giá trị hơn nhất thì đi ra mẫu số là bằng 1 hả? Tổng số bằng 1 là sao? Khi ra mẫu số bằng 1. Thì đó, bây giờ tự nhiên con phải làm nào đó chứ. M bằng gì? Cái này phải biến đổi chứ. 4 x 1 phần 2 x 3 cộng với 2 x 15 phần 2 x 13. Làm vậy không ra. Hai cái cùng biến thiên thì con không thể lập luận được. Con phải gõ lại một cái cố định nữa. Rồi, Hà Lê Đức Anh nào. M bằng gì? M bằng 4 n 3 cộng 2 n 18 chia 2 n 3. Bằng gì nữa? Bằng 2 cộng 2 n 18 chia 2 n 3. Sai. 4 n 3 chia cho 2 n 3 trừ 3 mà bằng 2 thì con lại sai cơ bản nhất luôn. Cái này mà bằng 2 hả? Sai một cách phi lý. Rồi nhân thành nào, M bằng gì? Nhân thành là M sẽ bằng 4N trừ 6 phần 2N trừ 3. Cộng với bao nhiêu? 2021. 2021 bằng 2N trừ 3 trên 2N trừ 3. Rồi bằng 2 lần cộng với 2021 trên 2N trừ 3. M đạt giá trị lớn nhất. Đối với những cái bài dạng này thì đầu tiên chúng ta phải tách tử ra thành bội của mẫu. Bội nó chính là cái hệ số này chia cho nhau này. Hệ số của N chia cho nhau. Nó sẽ ra được một cái loại, đó là loại một số cố định chia cho đúng cái mẫu số này. Đến đây bắt đầu chúng ta mới gò và biện luận được. Chứ còn giống như bạn vừa nãy, bạn ấy tách ra là 4N chia 2N trừ 3, xong lại 2015 chia 2N trừ 3, sau đó biện luận cái phân số sau này là sai. Bởi vì cái phân số đầu tiên nó chưa phải là một số cụ thể sau khi chia ra. Đó. Đó, vậy thì từ đây chúng ta thấy M max khi cái anh này max, đúng chưa? Vậy chúng ta có M max khi 2021 chia cho 2N trừ 3, cái này max. Vậy thì bây giờ chúng ta cùng nhìn này. Cái này max khi nào đây nhỉ? Nhân thành nhỉ? Cái này mất khi 2N trừ 3 đạt giá trị dương nhỏ nhất này. Rồi, chính xác. Chúng ta thấy này, khi N là số nguyên, vậy thì nó trải từ cái số nguyên âm rất bé cho tới số nguyên âm rất lớn. Vậy thì đặc điểm của phân số này là gì? Nó sẽ trải từ cái miền âm khi N bé hơn 3 phần 2 sang cái miền dương. Vậy thì từ âm sang dương đấy nó sẽ có những cái giá trị nào? Vậy chúng ta thấy này, vậy nó lớn nhất nó phải xảy ra ở cái miền dương đấy. Bởi vì số dương luôn lớn hơn số âm. Đấy là cái đầu tiên. Vậy trong những số dương thì cái anh nào lớn nhất? Thì đương nhiên mẫu số nó phải là số nguyên dương nhỏ nhất. Thì cái phân số này sẽ đạt giá trị lớn nhất. Đấy. Và do đó khi lập luận thì chúng ta chỉ cần nối hai cái đấy với nhau. Do đó anh này lớn nhất khi 2N trừ 3 là số nguyên dương nhỏ nhất. Thế thôi. Là số nguyên dương nhỏ nhất. Vậy 2N trừ 3 sẽ bằng bao nhiêu đây? Thử từ số nguyên dương thứ nhất là 2N trừ 3 bằng 1. Xem có N hay không? Xem đúng là N nguyên hay không? Thế đó, vậy cái này gì? N bằng mấy? N bằng 2. N bằng 2 và khi đó thì chúng ta thấy M max sẽ bằng 2023. Nó sẽ bằng 2 cộng với 2021 chia 1. Vậy nó bằng 2023. Thế đó. Đấy, bây giờ chúng ta cùng xét bình luận xem M min khi nào. Tương tự như vậy nhá. M min khi cái phân số này min, bởi vì là có cộng với số 2 là số cố định này rồi. Vậy cái anh này min, vậy chúng ta cũng hình dung như ban nãy,
cái phân số này, các cái giá trị của nó trải từ cái miền âm sang cái miền dương. Vậy thì nhỏ nhất đó chính là gì? Những số âm bao giờ nhỏ hơn những số dương? À, vậy thì cái anh này nó phải là số âm rồi đã. Vậy trong những số âm thì cái phân số tử số là một số dương rồi, mẫu số nó là âm. Vậy thì đạt giá trị lớn nhất khi nào? Khi cái mẫu này nó là số nguyên âm bé nhất. À, là số nguyên âm lớn nhất, tức là âm 1. Đúng không? Vậy chúng ta có M min khi 2021 trên 2N trừ 3. Cái này min. Đúng chưa? Min. Và cái này min khi nào? Khi 2N trừ 3 nó phải là số nguyên âm lớn nhất. Đó. Vậy thử 2N trừ 3 bằng âm 1 xem có nào không? N đấy. N bằng, bằng 1. Và đồng thời khi đó M min bằng A 2019 là bằng 2 cộng với 2021 chia cho âm 1 bằng âm 2019. Hết. Đấy, cái loại bài này chỉ có thế. Lấy thứ nhất, các bạn sẽ chia ra, tách tử thành bội của mẫu. Bội đây là bao nhiêu lần? Chính là hai cái hệ số này chia cho nhau, kể cả nó là phân số, kệ nó. Tách ra. Tiếp tục nhá. Rồi, bài rất nhẹ nhàng tình cảm. Chứng minh 2B cộng 3 không là số chính phương. Bài này chắc là bạn nào để ý thì làm trong khoảng phút là xong. Phải những bác khác làm thì xíu đi đó. Đấy, đầu tiên nhìn thấy bài này thì mình biết phải làm gì chưa? Rút gọn bề. Đúng rồi, rút gọn bề cái. Thế thôi, sau đó mới tính tiếp. Đơn giản như vậy. Hoặc là liên quan tới, có thể xét tới gì đây. Đúng rồi, cái rút gọn bề cái đấy. Tại vì cái loại này là loại rút gọn được, vậy thì hoàn toàn có thể đi theo hướng rút gọn bề. Đấy đó. Rồi, vậy bạn nào rút gọn bề cho thầy cái. Hải, xin trở lại. B bằng 3, cộng bằng vân vân, cộng 3 mũ 100. Con Hải xin trở lại ạ. Rồi, cứ bình tĩnh. Bây giờ thì mời bạn à. Mời bạn à. Tâm Đan nào. Tâm Đan giúp gọn cho thầy nào. Dạ con thưa thầy, 3B sẽ bằng là 3 mũ 2 cộng 3 mũ 3 cộng chấm chấm đến cộng 3 mũ 101 ạ. Rồi vậy suy ra gì? Vậy suy ra 2B sẽ bằng là 3 mũ 101 trừ 3. Trừ 3. À vậy sẽ ngon rồi, do đó có luôn 2B cộng 3 chưa? 2B cộng 3 bằng 3 mũ 101. Vậy tại sao cái này không là số chính phương? Tại sao không là số số như chính phương? 101 là số lẻ, 3 đó là số nguyên tố rồi. Đây này, chính là 3 mũ 50 tất cả bình phương nhân với 3.
nó không là số trinh phương, đơn giản thế thôi. Cái này nó sẽ không là số trinh phương. Bài đơn giản chỉ rút gọn cái xong, đúng không? Rồi, chứng tỏ S không nhận giá trị nguyên. Mà này bị quá hóa liều đi quy đồng nên chắc cũng ra đúng không? Nó có 5 phân số thôi mà. Rồi, để suy nghĩ tí đi. Tất cả các bạn suy nghĩ tí đi. Đấy, ít phân số này đi quá hóa liều là mình đi quy đồng hết lên. Mẫu nó cũng có 5 phân số nhỏ nhỏ. Chắc là quy đồng này nó cũng không lớn lắm. Thế chia ra nó sẽ ra được một cái số tập phân nào đó. Thế lại xong rồi. Dạ. Đúng không cả lớp? Đó. Nhưng mà đấy là cái cách gọi là nó gọi là hợp với những cái bài theo kiểu bí quá hóa liều mà ít phân số. Thì bài này cũng hoàn toàn có thể bạn nào bí quá làm thế được. Người ta cũng chịu. Chẳng ai làm gì được mình cả, vẫn đúng. Tuy nhiên là chúng ta phải chú ý tất cả những bài này. Thường những cái bài dạng này chính là dạng so sánh phân số. Đó là chúng ta đi chứng minh nó kẹp giữa hai số liên tiếp. Đó. Bất đẳng thức phân số. Cái này chúng ta thấy xem nào, liệu nó lớn hơn số nào và bé hơn số nào, kiểm tra xem nó là hai số liên tiếp hay không. Khi nó kẹp giữa hai số liên tiếp thì chắc chắn nó sẽ không là nguyên. Đấy đó. Nhưng mà khác nháp tí xíu đi nhá. Rồi, thời gian chỉ thế thôi. Bài này dùng chứng minh nó kẹp giữa hai số. Ông Hải xin chào thầy ạ. Rồi, thầy mời Cao Sơn à. Rồi, cứ tay là thầy biết rồi. Cao Sơn này, con chứng minh được nó kẹp giữa hai số nào và xử lý như nào đây nhỉ? Con số sẽ S với 3 phần 10, có 3 phần 10, có 3 phần 10, có 3 phần 10, có 3 phần 10. À, đúng rồi. Vậy mình nhìn sơ sơ này. Tất cả những cái anh này thì mẫu số 10 là số nhỏ nhất rồi, tất cả những anh này là mình phải kiểm tra ngay với phân số lớn nhất trong này chứ. Vậy trên này có 5 phân số, nhẩm thấy 5, 3, 15 phần 10, vậy bé hơn 1,5. 3 phần 10 nhân với 5. Vậy cái này chính là 1,5. Vậy nó lớn hơn cái gì? Con so sánh với lại phân số nào đây? Phân số bé nhất trong anh này là gì? Tiếp đi Cao Sơn. S một phần bốn. Sao lại lấy cái 1/4 đấy nhỉ? Nó hơi lạ. Thế này. Lấy phân số bé nhất trong anh này để đi so sánh tất cả các tổng này với phân số bé nhất. Bé nhất trong này là 3/14. Vậy nhẩm sơ sơ 3, 5, 15 phần 14. Vậy nó lớn hơn 1 chưa?
lớn 1 bé 1,5, vậy nó không nguyên. Thế thôi. Tuy nhiên để cho đẹp thì mình so sánh với cái anh mà rút gọn được đi, đó là anh 3/15. 5 × 3/15. Vậy chúng ta có 1 bé hơn S, bé hơn 1,5. Vậy từ đây chúng ta thấy S nó sẽ không nguyên. Thế thôi, đơn giản đấy. Đấy, sáng mai này là trong 100 số tự nhiên bất kỳ chứng minh rằng chọn được ít nhất 15 số mà hiệu của hai số bất kỳ chia cho 7. Bài này ngon quá. Sau khi học đứa lê các kiểu rồi thì cái loại này chắc dễ, chắc chắn là dễ. Được rồi, để những bạn khác suy nghĩ thì xíu nữa. Bài Dirichlet này ngon quá rồi, để sau nào có bạn nào mới không? Rồi, Trung Đức nào? Trung Đức giải nào nhỉ? Đấy, bài này có bao nhiêu chuồng đấy? Bao nhiêu con thỏ, bao nhiêu chuồng? À, chuồng ở đây là gì nhỉ? Trung Đức đâu ạ? Tám chuồng cơ hả? Làm gì nhiều thế? Bảy chuồng thôi này. Phép chia cho 7 có bao nhiêu số dư? Từ 0 cho tới 6 vậy có 6 số à, có 7 số dư thôi. Vậy chúng ta có 100 con thỏ. 100 con thỏ này chính là 100 số tự nhiên này, chính là 100 con thỏ. Đúng chưa? Nhốt vào bao nhiêu chuồng đây? Chia cho 7. Vậy phép chia cho 7 nó sẽ có các cái chuồng dư, đó là 7 chuồng. Chuồng dư 0, dư 1, vân vân cho tới dư 6. Đúng không? Vậy theo nguyên lý Dirichlet, theo nguyên lý Dirichlet sẽ tồn tại ít nhất là bao nhiêu số có cùng số dư đây? Thì lấy 100 chia cho 7 xem nào. 100 khi chia cho 7 nó được bao nhiêu? 14 cộng 2. Vậy thì chúng ta phải lấy số 7 này cộng thêm 1 nữa. Đó. Vậy thì từ đây chúng ta sẽ thấy là tồn tại ít nhất là bao nhiêu? 8 số có cùng của số dư. Vậy ra chính là điều ít nhất. Có đúng không nhỉ? Thế nhưng người ta bắt chứng minh rằng chọn được ít nhất 15 số mà. Thì ra ít nhất 15 số cùng số dư mà các số này trừ đi nhau thì ra là luôn có hiệu, à luôn có hiệu là chết cho mình. Nhưng người ta bảo tồn tại ít nhất 15 số mà. Bây giờ chúng ta chỉ có thấy là tồn tại ít nhất là gì đấy? 8 số có cùng số dư. Vậy giải quyết chỗ này như nào?
em chia chia 100 cái số tự nhiên này thành 7 nhóm có số dư từ 0, 1 tới 6. Thì cho là mỗi nhóm có 14 số, nhưng mà 14 nhân cho 7 thì bằng 98. Bé hơn 1 bằng 98, bé hơn 100 nên là có một nhóm có 15 số. Này này, mình nhầm chỗ này này, phép chia cho 7 thì tồn tại được thương, lấy thương cộng với 1. Tồn tại không phải là 7 số mà tồn tại 15 số. Đúng chưa? Nguyên lý Dirichlet, A con thỏ nhốt vào quy chuồng, A con thỏ nhốt vào N con thỏ nhốt vào A chuồng, thì lấy N chia cho A được thương là quy cộng với phần dư, thì kết quả sẽ ra được là quy tồn tại ít nhất quy cộng một con thỏ trong một chuồng. Do đó theo nguyên lý Dirichlet, tồn tại ít nhất 15 số có cùng số dư khi chia cho 7. Đúng chưa? Đó, thầy ghi nhầm, cái chia nhầm này lại lấy là 7 cộng 1 là phải, phải lấy cái thương nó là 14 cộng 1 thành 15. Nhưng mà thầy hỏi lại là không thấy bạn nào phát hiện ra chính xác chỗ đấy cả. Bắt đầu là đi làm gì đâu đâu. Năm số mà cái gì? Con bảo lúc trước bảo thầy là còn có tồn tại ít nhất 15 số trong 18 số này ạ. À, đấy, vậy là có phương bạn chính xác. Vậy khi chia cho 7, vậy 15 số có cùng số dư thì đương nhiên hiệu của hai số bất kỳ đó, hiệu hai số bất kỳ sẽ chia cho 7. Thế đó, hiệu hai số bất kỳ trong cái 15 số này mà chúng ta có điều phải chứng minh. Thế đó, rất đơn giản nhẹ nhàng. Dưới đây đi. À, sang bài tiếp theo nhá. Chứng minh cái này luôn chết cho 9. À, thầy cho chúng ta suy nghĩ bài này trong vòng 5 phút nào. Nhân hàm xin trả lời này. Rồi, từ từ.
Không thấy có gương mặt mới nào nhỉ? Rồi trong Nam nào? Trong Nam à, có làm như nào? Em chưa làm được. Chưa làm được à? Tôi thấy giơ tay thôi được rồi. Bây giờ nói Hoàng Hải nào. Con thưa thầy là con sẽ xếp A, B sẽ chia, khi chia cho 3 sẽ có các số dư là 0, 1, 2 với A và B chia 3 dư 1 hoặc là 2 sinh ra là A bình và B bình sẽ chia 3 dư 1 ạ. Và là cộng với 2 thì luôn luôn chia cho 3 sinh ra là cái đã chứng minh được rằng là với A, B mà chia 3 dư 1 hoặc 2 thì cái biểu thức kia sẽ chia cho chính là. Rồi. Về. Rồi ok. Về cơ bản là chính xác. Tuy nhiên nó có một cách lập luận khác cho nó gọn hơn. Vậy chúng ta thấy làm với A như nào thì sẽ với B tương tự như vậy. Đúng không? Vậy mình xét chứng minh cái tích này chia cho 3, cái tích này chia cho 3, vậy nó sẽ chia cho 9. Bởi vì với A như nào thì B sẽ y như vậy. Đây là biểu thức bình đẳng giữa A và B. Đó với A làm như nào thì B cũng sẽ là như vậy. Vậy A ở đây chúng ta xét các trường hợp A chia cho 3 thì cái tích A nhân A bình cộng 2 luôn chia cho 3 này. Đúng không? Vậy bây giờ chúng ta sẽ chứng minh tổng quát này. Ta chứng minh thay AB bởi một số M luôn, M nhân M bình cộng 2 luôn chia hết cho 3. Vậy thì khi đó cho M bằng A thì chúng ta có cái biểu thức thứ nhất chia cho 3, cho M bằng B biểu thức thứ hai chia cho 3. Đấy, chúng ta ghi ra cái biểu thức tổng quát này luôn. Vậy chúng ta xét các trường hợp như bạn Hải xét, đó là nếu như M chia cho 3, vậy chúng ta có điều phải chứng minh luôn. Do đó M, vậy ta đặt cái biểu thức này là M, do đó M chia cho 3. Còn khi M mà không chia cho 3 thì đương nhiên một số chính phương chia 3 có thể dư 0 hoặc 1. Nó dư 1 như nào khi cơ số không chia cho 3? Vậy M không chia cho 3 thì M bình phương luôn luôn đồng dư 1, 1, 3. Đúng không? Thì bắt lại chúng ta về cách ký hiệu đồng dư các thứ rồi. Vậy từ đây chúng ta suy ra M bình phương cộng 2 đấy, đồng dư với 1 cộng 2 tức là đồng dư với 3, mà đồng dư với 3 tức là đồng dư với 0, 1, 3, mà đồng dư với 0 thì chính là chia hết. Từ đây chúng ta thấy trường hợp thứ hai thì cái biểu thức M cũng chia cho 3. Vậy tổng hợp lại với mọi M, từ đây chúng ta thấy là với mọi M thì cái M nhân với M bình phương cộng 3 luôn chia cho 3, M bình cộng 2. Đúng không? Vậy từ đây ta suy ra là A bình cộng 2 chia cho 3, B bình cộng 2 chia cho 3. Vậy tích nó sẽ chia cho 9. Thế thôi. Vậy từ đây ta có là A nhân với A bình phương cộng 2 chia cho 3, B nhân với B bình phương cộng 2 cũng chia cho 3. Do đó tích của nó A nhân A bình cộng 2 nhân B bình cộng 2 sẽ chia cho 9. Và chúng ta có điều phải chứng minh. Thế đó, tại vì chúng ta thấy AB nó lặp lại y nhau, chứng minh luôn cái biểu thức tổng quát này. Những bạn khác có làm như vậy không? Chắc cũng ná ná kiểu đấy, thế thôi đúng không? Một bình phương, mình coi nó là số chính phương đi. Số chính phương mà không chia cho 3 thì nó chỉ có thể dư 1 mà thôi. Đấy là với số chính phương. Rồi, làm câu này xong các bạn tìm ra xy là bao nhiêu nhỉ? Câu này thì cho lại 5 cho tới 7 phút. Bài này chắc chỉ 5 phút là được đúng không? Đúng rồi. Trong đó y là chữ số. Làm xong comment kết quả chính xác là bao nhiêu cho thầy nhỉ?
Nhưng thầy xin trả lời. Nói đợi tí. Các con trước khi làm bài này quan sát xem biểu thức nó có dạng gì đặc biệt. Nên bắt đầu chúng ta cứ thế mà viết ra xong rồi tính tiếp. Nào Nhất Thành nào, quan sát thấy cái điều gì nhỉ? Dạ thưa thầy, con thấy là cái vế trái của con là một dãy số cách đều này. À, chuyển cả x sang thì nó là tổng từ 1 tới x. Vậy nó sẽ là x nhân x cộng 1 chia 2 đúng không? Bằng y. Đúng chưa? Y sẽ thành là 111 nhân y. Vậy nó bằng 2 nhân 111 nhân với y. Và công tác tiếp 111 là 37 nhân cho 3. 2 nhân 3 nhân 37 nhân với y. Và sẽ bằng 6 nhân 37 nhân với y. À, vậy đến đây làm nào nữa? Dùng tính chất chia hết thôi. X nhân x cộng 1 sẽ phải chia hết cho 37 hả? Đúng rồi. Do đó một trong hai số chia cho 37 là mà nào nữa? Do đó là một trong hai số sẽ chia hết cho 37. Rồi. X bằng 37, rồi x bằng 74. Sau đó là xét x cộng 1 bằng 37, rồi xét x cộng 1 bằng 74, rồi xong rồi lại. Tại sao chỉ hai số đấy mà không phải những số khác nữa? Tại sao lại chỉ 37 với 74 mà không có những trường hợp khác nữa? Dạ thầy, là nếu mà nó vượt thì là cái nó là nó sẽ không còn là y trừ cho x sẽ là một số có bé hơn bằng 3 chữ số này. Rồi, tức là chúng ta phải dùng phương pháp chặn nữa. Nhớ đa phần trong bài cấu tạo số chúng ta phải để ý cái khoảng chặn của số có 3 chữ số. Y nó là một số có 3 chữ số, đúng không? Đơn giản thế. Do đó chúng ta chắc chắn sẽ chặn được x. Chắc chắn sẽ chặn được x, đấy là cái đầu tiên. Do đó chúng ta mới quan tâm tới cái việc là dùng x nhân x cộng 1 chia cho 37, chứ không phải là dùng chia cho 2 hay chia cho 3. Dùng chia cho 37 thì nó mới lớn, là số lớn. Và chúng ta chặn nó thì chúng ta thấy rằng là nhá, y là một số có 3 chữ số. Vậy tối đa của nó là 999 nhân với 2 nó khoảng độ trên 1800. Vậy tích hai số liên tiếp mà mắc là khoảng độ 1800 bao nhiêu ấy, thì cái số x này cùng lắm là chỉ được khoảng độ 4 mấy thôi, đúng không? 4 mấy là cùng thôi. Vậy x nó sẽ nhỏ hơn 4 mấy đó. Vậy thì từ đó x nhân 4 mấy x hoặc mà x cộng 1 sẽ chia cho 37, một trong hai số chia cho 37. Xét hai trường hợp cái xong. Đúng không? Thế thôi. Đó, do đó chúng ta mới sử dụng cái tính chất chia cho 37 ở đây. Đúng chưa? Đơn giản thế thôi. Thế còn đến chỗ này thì liệu bạn nào có thể làm theo kiểu là tách thành là 37 nhân với lại 2 nhân 3 là 6y. Vậy thì coi cái không thể dùng được cái 6y với 37 là hai số liên tiếp nhá. Cái đấy là nó sẽ không chặn. Do đó chú ý cái khoảng đấy. Với những bài cấu tạo số chúng ta chú ý rằng đa phần là người ta hay dùng cái khoảng chặn của nó nữa.
để chúng ta xử lý. Vậy cái này anh này chia cho 37. Chia cho 37. Đúng không? Từ đây ta suy ra x nhân với x cộng 1 chia cho 37. Do đó hoặc là x chia cho 37 hoặc là x cộng 1 phải chia cho 37. Vì 37 là số nguyên tố. Đúng không? Mà chỗ này là 37 là số nguyên tố. Nó đóng một trong hai số sẽ chia cho 37. Thì đấy là cái chắc chắn. Rồi, thế bây giờ chúng ta lại đi xét khoảng chặn. Ta có x nhân x cộng 1 nó bằng 2 nhân với y thì nó nhỏ hơn hay bằng 2 nhân với 999. Đúng chưa? Vậy từ đây suy ra là x nhỏ hơn bao nhiêu? 2 nhân với 999, 2918, 2918 tức là 1. Nếu 1 là vậy là nó 1900 bao nhiêu ấy? Vậy x sẽ nhỏ hơn bao nhiêu? Chắc chắn nhỏ hơn 50, 5525. Đó, thế đó. Bởi vì chia hết cho 37 thì nó chỉ ở trong cái khoảng nào đó thôi. Và đương nhiên x không thể bằng 0 được. Thế đó, bởi vì bằng 0 thì bên này sẽ bằng 0. Đúng không? Do đó chúng ta hoàn toàn có thể lấy hơn cái này. Nó sẽ lớn hơn là 2 nhân với 100. 200. Vậy thì từ đây chúng ta thấy x nó sẽ nằm ở trong cái khoảng là 40 mấy đó. Các bạn kiểm tra xem 40 mấy. Tích của 4 mấy nhân với lại số ngay sau đó thì nó sẽ nhỏ hơn 2 nhân 999. Kiểm tra xem. Thì x nhỏ hơn 4 mấy và lớn hơn bao nhiêu? X lớn bao nhiêu thì tích 200. Tích của hai số liên tiếp nào thì luôn lớn hơn 200 đấy. Đúng không? Vậy là sẽ tìm ra x nhỏ hơn 4 mấy thôi. Các bạn kiểm tra xem 4 mấy nào. Chính xác nó là 4 mấy nào. 4. X nhỏ hơn 44 hả? Và lớn hơn bao nhiêu? Hai trăm nó là tích của hai số nào, tích hai số sát liên tiếp nào lớn hơn 200 đây? Ngáp đi, đừng có lười. Các bạn chỉ khó cứ ngồi ăn sẵn như vậy thì sẽ rất khó mà giỏi được. Ra đến những cái phương hướng như vậy phải chịu khó ngồi mà ngáp đi. Kiểm tra xem tích hai số nào. Xem bình phương, 14 bình phương là 169. 12 rồi. 14. 15 rồi. 14 nhân 15 thì nó là bao nhiêu? 14 nhân 15 là 210. Vậy x lớn hơn 13 đi, chắc chắn x lớn hơn 13. 13 nhân 14. 13 bình phương là 169. Đấy, khoảng đấy. Đúng không? Vậy thì đến đây, từ đây chúng ta có hai trường hợp kết hợp ở đây. Vậy chúng ta sẽ có trường hợp 1. Chúng ta thấy chỉ có trường hợp 1 là x cộng 1 bằng 37, x bằng 37. Đúng không? Và trường hợp 2 đó là gì? X bằng 37. X cộng 1 bằng 37. X cộng 1 bằng 37. Thế đó. Khi x bằng 37 thì ta có 37 nhân 38. Không chế cho xong. Thì ta có, tóm lại là thay vào thì sẽ tìm được y. Có y hay không thì vậy x bằng 37 có y không con? Dạ không ạ. X bằng 37 thay vào sẽ loại. Đúng chưa? Thế còn x cộng 1 bằng 37 tức là x bằng 36 thay vào đây xem có y không là sao? Dạ, y bằng 6 ạ. Thay vào thì có y bằng 6. Vậy từ đây chúng ta kết luận được là cặp xy nó là cặp 36 và 6. Thế thôi. Đơn giản đúng không? Cấu tạo số thì phải chú ý tới cái khoảng chặn của nó. Nó sẽ làm nó mới nhanh được. Nào, ai sang bài này nào? Xin trả lời. Rồi, những bạn khác suy nghĩ đã.
Thế cô gọi nhìn màn hình rồi. Ừ. Cô bảo sao? Cô bạn nào viết lên màn hình rồi. À, các bạn đừng nghịch nhá, đừng có viết lên màn hình, đừng nghịch như vậy. Lại chứng minh nó không phải là số nguyên. Cách đầu tiên là chúng ta phải biến đổi sơ sơ đúng không? Đúng. Thế 2023 trừ C nó chính là gì? Bằng A cộng B. A cộng B. Anh này là B trên B cộng C. C trên C cộng A. Vậy chứng minh không phải là nguyên thì thường là chúng ta phải làm gì? Phải giữa hai số. Đúng rồi, kẹp giữa hai số. Vậy kẹp giữa hai số tức là phải chúng ta phải đánh giá nó hai chiều, vừa lớn hơn và chiều vừa bé hơn. Đó. Vừa lớn hơn và vừa bé hơn. Vậy thì bây giờ chúng ta thấy biết được là nó bị kẹp giữa hai số nào chưa? Một với hai này. À, thử cho một vài số cụ thể để chúng ta kiểm tra xem nào liệu nó kẹp giữa hai số nào. Vậy thì chúng ta thấy nó sẽ là kẹp giữa hai số 1 và 2. Chỉ cần thử một giá trị của A, B, C thôi là chúng ta hình dung ngay được nó có giá trị là bao nhiêu và phán đoán nó sẽ được kẹp giữa hai số nào. Nó chính là kẹp giữa 1 và 2. Vậy bây giờ cần phải đánh giá nó bé hơn và đánh giá nó lớn hơn.
Vậy đánh giá bé hơn thì tức là mỗi phân số này mình phải đánh giá nó bé hơn phân số nào đó, mà cộng lại dồn lại được, nó phải ra số 2. Và nó lớn hơn, tức là chúng ta phải đánh giá mỗi phân số này lớn hơn một phân số nào đó, khi cộng lại nó phải ra 1. Vậy thì cái này thì đặt nó là, à đây, người ta cho nó là A rồi, đúng không? Vậy thì đánh giá lớn hơn như nào đây? Bạn nào nói cho thầy nhỉ? Đó. Tức là chúng ta có chứng minh A lớn hơn 1. Chứng minh A lớn hơn 1 này. Đánh giá cái V lớn hơn này nhá. Vậy mỗi phân số này sẽ lớn hơn cái gì mà để cộng lại nó sẽ ra 1 đây nhỉ? A phần A, A phần A B lớn hơn A phần A. A phần A cộng B cộng C. Thế thôi. Gõ tử tăng mẫu khi A, B, C là các số nguyên dương. Vậy chúng ta sẽ gõ tử và tăng mẫu lên thì phân số này tương tự với B, C cộng lại nó sẽ ra được là 1. Đúng không? Tương tự là B trên B cộng C thì lớn hơn B trên A cộng B cộng C. Và C trên C cộng A lớn hơn C trên A cộng B cộng C. Rồi cộng lại thì chúng ta sẽ có ngay là A lớn hơn 1. Đúng chưa? Bây chứng minh lớn 1. Vậy chứng minh nhỏ hơn 2. Chứng minh A bé hơn 2. Vậy thì chúng ta phải đi xét chứng minh mỗi phân số này nó phải bé hơn một cái phân số nào đó. Mà làm với phân số thứ nhất như nào thì phải làm với phân số thứ hai như vậy. Sau đó cộng lại, bởi vì tính mình đẳng giữa A, B, C, cộng lại nó phải ra 2. Vậy thì chúng ta phải dùng cái này. Cái bài này phải dùng tới một bất đồng thức phụ. Đó là gì nhỉ? A cộng là khi mà tử mẫu cùng đỡ và nó cộng với một số nguyên dương lại thì sau đó sẽ lớn hơn số mẫu. Phân số thế nào thì khi cộng tử với mẫu với một đơn vị thì nó sẽ ra được số mới lớn hơn số ban đầu. Đặc điểm phân số đấy nó phải có một đặc điểm gì đó nhỉ? Nào, nhân thành nào. Dạ, thưa thầy, là phân số đó có đặc điểm là A B khác nhau là AB thuộc N sao ạ? Không đúng. À, nào, thế Hải nào. Phân số như thế nào thì luôn bé hơn khi chúng ta cộng tử và mẫu với cùng một số? Con vậy là chưa bạn nào nói đúng cái bất đẳng thức bổ đề này. Nào Cao Sơn ạ. Đây nha. Nếu như các con mà bảo là cứ cộng tử và mẫu với cùng một số được phân số mới lớn bé hơn phân số ban đầu, thầy cho phân số 5/6. Các con kiểm tra xem nó có bé hơn 6/7 không? Có. À, bé hơn nhá. Vậy thì phân số 6/5 nó có bé hơn 7/6 không? Bạn nào bảo có? Vậy thấy sai chưa? Khi cộng 1 vào tử này. À, vậy đặc điểm phân số đấy phải bé hơn 1. Bổ đề tức là với phân số là A, phân số là x trên y thỏa mãn phân số bổ đề là x trên y này, với x y là các số dương và x bé hơn y thì cái anh này luôn sẽ bé hơn x cộng m trên y cộng m. Đó, đấy chính là bổ đề với phân số nó chỉ đúng khi phân số bé hơn 1. Đó, lúc này chúng ta mới áp dụng được, bởi vì a thì luôn bé hơn a cộng b, do đó tí nữa chúng ta cùng cộng với số mấy vào đây từng phân số này. Tuy nhiên phải đi chứng minh bổ đề thật vậy. Và thầy nhớ lớp mình là thầy đã giảng cho chúng ta cái loại bài này rồi, chứng minh bất đẳng thức phân số bằng phương pháp xét hiệu, đã chứng minh rồi và cái loại bài này giải rồi chứ không phải không. Chẳng qua thầy lấy lại đề học sinh giỏi mới thi của các anh chị lớp 7, người ta cho đúng cái số 2023 này mà. Nhưng mà cuối cùng là các bạn học trở thành như mới, thế có chán không? À, mà đấy lớn hơn không? Thì đây, x y đấy. Mà dương nữa, quên. Chính xác, điều kiện m là phải dương. Rồi, bây chứng minh cái này. Thì mình đi xét hiệu đi. Lấy x trên y.
Do đó các bạn chú ý rằng là học rồi mà lại gặp lại như mới, vậy thì nó không hợp với học sinh giỏi đâu nhá. Chưa kể là trùng y hệt. Nó khác mỗi cái thay vào đây thì nó sẽ ra được đúng cái bài chúng ta đã học rồi. Bất đẳng thức phân số dùng phương pháp xét hiệu, sau đó là bất đẳng thức phân số thì dạy mấy buổi liền. Đó. Đúng không? Gần lặp lại trở thành như mới, ngơ ngác như là gì ấy. Ý cứ y như là một bài lạ. Như vậy thì thực tế mà nói là nó không hợp với lại học sinh giỏi đâu. Học sinh giỏi là tất cả những cái dạng mà chúng ta học được rồi, hay là đặc biệt những bài mà trùng là phải làm được liền. Đấy mà các bạn học trở thành như mới, kể cả như tất cả những bạn làm được cũng chưa chặt. Đó là đi phải chính xác phân số phải bé hơn 1 là mới đúng. Đó. Thấy chán không? Đấy, xét hiệu cái này chỉ cần quy đồng lên đi. XY cộng XM trừ đi YX trừ đi YM, quy đồng lên trên Y nhân với Y cộng M. Vậy cái hiệu này chính là bằng gì đây? XY trừ XY hết, đặt M ra ngoài, trong ngoặc còn X trừ Y trên mẫu số. Do x bén y nên x trừ y bén không, mà dương, mẫu số dương, vậy cái này ăn. Vậy chúng ta sẽ có được cái phân số này bé hơn anh này, và chúng ta có điều phải chứng minh. Vậy áp dụng vào, áp dụng bộ này với các phân số bé hơn 1 thì chúng ta có, nhớ chỉ áp dụng được với những phân số tử bé hơn mẫu. Vậy từ đây áp dụng ta có A trên A cộng B rồi. Những bạn làm được A trên A cộng B đánh giá như nào đây? A cộng C, chính xác, A cộng C trên A cộng B cộng C. Khuyết anh nào cộng anh đó vào, mẫu số khuyết anh nào cộng anh đó lại. Vậy chúng ta sẽ cộng lại sẽ được 2 lần A cộng B cộng C. B trên B cộng C sẽ bé hơn B cộng A, B cộng C cộng A. Và C trên C cộng A bé hơn C cộng B, C cộng A cộng B. Cộng lại là xong. À, cộng lại ta có A bé hơn 2. Mà nhớ áp dụng được là bởi vì các phân số này bé hơn 1. Thế đó. Vậy A kẹp giữ số 1 và số 2, do đó A không có giá trị nguyên. Thế tại sao là biết ra được là nó kẹp giữ 1 và 2? Là bởi vì chúng ta thấy rằng là người ta bắt chứng minh với mọi ABC thỏa mãn dạng như vậy. Vậy thì mình thử trong một vài số thì mình sẽ thấy nó ở cái giá trị khoảng 1 phẩy mấy đó. Do đó mình sẽ nghi ngờ nó kẹp giữ 1 và 2 mà mới có cái định hướng để chứng minh. Chứ không phải là tự nhiên sẽ là ra được hai cái số đấy. Tuy nhiên là do thầy đã từng giảng về phần này rồi, cho nên là thầy sẽ không phân tích kỹ về cái đó nữa. Rồi, làm bài này đi nào. Làm bài này chúng ta phải quan sát một chút nhé. Làm sao khai thác được cái giả thiết này? Hai anh này nó có cái đặc điểm chung gì? Xem hai anh này nó có cái chung nhau cái gì mà khai thác được đấy. Lúc đó bắt đầu chúng ta mới đi xử lý tiếp đã. Vậy các bạn nhận xét gì về hai những cái biểu thức này? Là nam mũ ấy nó sẽ lớn hơn nam mũ Z. Năm mũ Y lớn hơn năm mũ Z. Tại sao? Cái này là do là X mũ 3 cộng 3 X bình cộng 5 nó lớn hơn X cộng 3 này. Rồi, năm mũ Y lớn hơn năm mũ Z tức là sao? Cái này là năm mũ Y nó sẽ chia hết cho năm mũ Z. Rồi, năm mũ Y chắc chắn chia cho năm mũ Z nếu Y lớn hơn Z. Rồi, đấy là một nhận xét.
Nhận xét thứ hai ở đây là gì nữa? Vậy 5 mũ Y chia cho 5 mũ Z thì sao con? Nó là x mũ 3 cộng 3 x bình cộng 5 chia cho x cộng 3 rồi em tắt ra đây. À, chính xác ở chỗ này là có cái x cộng 3 ở đây này. Đấy nhá, những bạn chưa nhìn ra này, đầu tiên mình phải quan sát cái người ta cho, thấy có cái gì đặc biệt. Đấy, cái chỗ này x cộng 3, bên này là gì đây này, có số 3 này. Nó đặt x bình phương ra ngoài, chúng ta sẽ có ngay x cộng 3 5 bằng 5 mũ y, đúng chưa? Và còn x cộng 3 thì bằng 5 mũ z. Đấy là cái chúng ta thấy. Vậy đây sẽ khai thác như nào? Thì đương nhiên do x nguyên dương, vậy thì bên trên lớn hơn bên dưới, đúng không? Cái này còn nhân với 5 lớn hơn 3, x bình nhân x cộng 3 lớn hơn x cộng 3, lớn hơn x. Do đó chúng ta thấy 5 mũ y sẽ lớn 5 mũ z. 5 mũ y lớn 5 mũ z, tức là 5 mũ y sẽ chia cho 5 mũ z. Nhá. Từ đây chúng ta có là 5 mũ y lớn hơn hẳn 5 mũ z. Đúng không? 5 mũ y lớn 5 mũ z thì đương nhiên 5 mũ y nó sẽ chia hết cho 5 mũ z. Thấy không? Những cái lũy thừa cùng cơ số anh nào lớn hơn thì sẽ chia hết cho anh bé hơn. Giảm đấy. Vậy từ đây nhìn vào biểu thức này, tức là chia hết cho x cộng 3. Anh này cũng chia x cộng 3, anh này cũng chia cho x cộng 3, do đó 5 chia cho x cộng 3. Thế là tìm được x đó. Đúng không? Đó. Vậy từ đây chúng ta suy ra là 5 mũ y chia hết cho 5 mũ z thì chính là x cộng 3. Vậy từ đây kết hợp với x1, kết hợp với 1, anh này chia hết cho x cộng 3, anh này cũng chia cho x cộng 3, do đó 5 chia cho x cộng 3. Mà x nguyên dương, do đó x cộng 3 chỉ có thể bằng 5. Nguyên dương cả lớp x cộng 3 bằng 5, chúng ta tìm được x rồi. Vậy ta có x bằng 2. X bằng 2 thì thay vào chúng ta sẽ tìm được gì đấy? Tìm được z trước đã, z bằng 1. Và đồng thời thay vào đây chúng ta sẽ có y bằng, cái này bằng 25, rồi là y bằng 2. Thế thôi. Đó cũng là đề thi học sinh giỏi của các anh chị lớp 7. Thế nhưng mà thực ra lớp, như thầy nói, lớp 6, lớp 7 nó ở gần như là một cái tầng cấp độ giống giống nhau. Nhưng mà vọt lên lớp 8 nó hoàn toàn khác. Lớp 8, lớp 9 thì nó lại là khác nữa. À, do đó thế. Đặc biệt những bài số học của lớp 6, lớp 7 thì dùng chung với nhau được. Kể cả một số những bài dạng rút gọn lũy thừa này, rút gọn phân số vân vân. Đấy, hoặc là như cái bài trước bất đẳng thức, đúng không? Của các anh chị lớp 7. Đề hôm nay là đa phần là 99%, 90% là nguyên đề học sinh giỏi của lớp 7 mới thi được rồi. Thầy cho chúng ta làm là toàn dạng chúng ta học hết thôi, chứ không có gì là ghê gớm cả. Nên chưa kể có những bài chúng ta đã học rồi, chẳng qua là cái cách cho đề người ta cho khác thôi. Thế đó. Đó là cái đặc điểm chung của lớp 6, lớp 7. Nó chỉ khác có một phần liên quan tới hình học về phần tam giác bằng nhau, và khác một ý, đó là liên quan tới một vài ý về tỷ lệ thức. Chứ còn phần số học hay là về rút gọn biểu thức vân vân là đa phần là giống nhau ấy. Hoặc là số nguyên tố, số trinh phương, hay là toán dài dạng như Dirichlet hay là nguyên lý bất biến vân vân. Nếu như trường nào người ta cho là lớp dùng chung cho lớp 6, lớp 7 hết. Thế thôi, rồi hôm nay chúng ta dừng đây nhá. Thầy chúc các bạn có kỳ nghỉ hè vui vẻ nhá và mạnh khỏe. Chào thầy. Rồi, ok. Rồi.